Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mèo. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tìm được một cái map có tên là, thật ra là map này của người Trung Quốc bạn ạ, nhưng mà dịch qua tiếng Việt tôi cũng chả nhớ là gì. Đại loại là một cái map thể loại roper bạn ơi, rơi từ độ cao hàng trăm block xuống bạn ạ. Đó, bạn có thấy không, level đầu này nó hình như phải rơi trúng cái ô nước bé tí xíu ở dưới này bạn ạ. Thì hiện tại mình đang xài Cindy cho nên mình tắt Cindy bạn nhá. Bởi vì khi mà xài Cindy chúng ta sẽ được giảm cái trọng lực rơi xuống, thành ra rơi rất là chậm luôn, rất là dễ. Cho nên là những cái map roper này chúng ta nên tắt Cindy đi bạn ơi. Rồi, chuyển qua giáo sư bạn ơi. Rồi, mặc lại skin này. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta cùng thử thách phá đảo cái map roper của bạn người Trung Quốc, tôi không nhớ tên là gì bạn ạ. Thử thách nhảy từ độ cao hàng trăm block xuống để coi thử xem liệu rằng mày béo phá đảo không nha. Ui, có level quặng đồng, level vàng, level titan này. Chạy level đá điểm rồi. Ui, level cầu vòng rất là cam bạn ạ, ghê quá nhờ. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên những cái chuyên ký ủng hộ mẹ bé bận nhờ. Rồi, bây giờ thì coi thế nào, cái hộp gì đây? Hộp mù. What the hell, hộp mù thực phẩm? Cái đúng là Google dịch bạn ơi, tiếng Trung này, dịch từ tiếng Trung ra bạn ạ. Mở, bên này có quả bạn ơi, từ bên này có quả này. Ủa, quả thân bạn ạ. Sao lại cho quả thân làm gì nhỉ? Cái này mình chả cần lắm bạn ạ. Cái bình đựng mất siro không cần lắm bạn ơi. Rồi mình sẽ nhảy. Ô quả thân này. Ôi, chưa kịp nhặt quả thân bạn ạ. Mình không hiểu cái quả thân này làm gì nhỉ. Ở đây mình thấy quả thân này. Đó mà thôi, chắc chả cần đâu. Chúng ta nhiệm vụ cứ lao thẳng ở dưới thôi. Hình như mình đã từng chơi hai map của bạn này rồi. Đây là map thứ ba mình chơi của bạn đấy. Hai map trước thì mình thấy là chơi khá là ổn, khá là hay bạn ơi. Map này để coi xem là chơi như nào nha. Đó, thử thách rơi từ độ cao hàng trăm block bạn ạ. Bởi vì là map roper hiện tại là ít người xây lắm, cũng rất là kén người xây bạn ơi. Tôi phải tìm mãi mới được một vài map bạn ạ. Map roper bởi vì xây rất là lâu, bạn nhìn này, xây rất là kỳ công luôn. Xây nguyên một cái tòa tháp xong rồi xây đường né các thứ. Xây rất là lâu, xong khi nhảy có vài giây là xong một level bạn ạ. Cho nên mình thấy là ít bạn làm map roper lắm, làm nó khá là khó so với map parkour bình thường thì map roper làm nó khó hơn nhiều bạn ạ. Mong rằng là sau này có nhiều map roper hơn nữa. Hoặc là có những map parkour kiểu mới hơn, như kiểu parkour súng móc, parkour cấm nhảy, parkour một máu rất thú vị hơn. Hoặc có thể kết hợp cho một map parkour nhiều loại parkour khác nhau bạn ạ. Chơi nó không bị nhàm. Chứ parkour không bình thường thì mình thấy nó bây giờ nhiều quá bạn ơi. Ôi, một cái nhìn căng này. Ôi. Ok, tưởng gì chứ. Mẹ bé lo được. Mấy cái này bình thường thôi mà sao sao nước này hơi sâu nữa. Chính ra là không cần để nước sâu này đâu, bạn lại chỉ cần khoảng 3 ô này, 1 này, 2 này, 3 ô đấy. 3 ô là chắc chắn không thể nào chết luôn, an toàn cực kỳ bạn ạ. 2 ô thì nhiều khi game lag nó hên xui vẫn chết. Nhưng mà 3 ô đảm bảo luôn không chết được. Chứ không nhất thiết là phải đào đào sâu như này bạn ạ, đào khi phải bao nhiêu ô đây? 1 2 3 4 5 6 7 ô bạn ạ. Hơi sâu quá nhá. Mỗi lần bơi lên nó hơi lâu bạn ơi. Đi đây. Level titan với cái kim cương cả vàng bạn ơi. Ôi, có cá tinh thì blue như thế thì dễ qua bạn ạ, không được. Chơi vậy thì game lại dễ qua bạn ạ. Ê, mình phải chơi, phải có thử thêm bạn ạ, tôi nhảy phát xuống luôn. Jump. Ây da, gần được. Rồi, nếu mà chơi thì kiểu nhảy từng ô nó đơn giản quá bạn ạ. Mẹ bấm nhầm nút bạn bè cay thế nhở. Đang để nó hiện cả các bạn bè lên bạn ơi. Là mình lag luôn. Ok. Mình thấy rồi nha, mình ô nước ở đây này. Đó, lúc đầu mình không biết ô nước cuối ở đâu, nó ở chỗ này nha. Đó, thế đơn giản rồi. Ui, chính ra nhảy khá đơn giản bận nè. Nếu bà ấy chỉnh cái ô nước nhá, chỉnh cái ô nước lên trên này này thì nó còn có tí khó. Để đây cũng bình thường. Chắc là vài level đầu kiểu nhắm nhắm bận lại cho dễ vậy thôi. Để con bể không, càng về sau nó càng cao hơn bận em đó. Cả những cái level cuối càng cao hơn bận ạ, nó sẽ càng khó hơn nhiều. Ui, nhìn trông phải căng thế nhỉ. Lệch một ô thôi là toang luôn đấy. Nhìn cũng gắt bận ơi. Mình thấy là bạn ấy còn có mấy map roper cơ. Nếu mà map này mình phá đảo nhanh quá mình sẽ qua chơi map roper khác nữa bận ạ. Mình thấy còn vài map nữa cơ bạn ơi. Bạn ấy làm nhiều map roper lắm, mình thấy khá là hay, trông khá là đẹp. Mình đơn giản vậy. Ui, nhìn khá đẹp, là hiệu ứng đẹp phết nhở. Wow. Ui, nhảy đúng ổ ở giữa bạn ạ, may thế bạn ơi. May tôi nhảy đúng ổ ở giữa luôn, hết hồn bạn ơi. Nhìn sầm thế nhở. Level bì đây. Ủa, phá lốc à.
Hình xoắn ốc. À cái này đơn giản, nó đơn dễ, cái này dễ bạn ạ, dễ. Ê không dễ. Ôi ghê chưa, có đúng một đốc nước mà tôi căn chuẩn bạn ạ, ghê không? Em béo căn chuẩn đúng mổ ở giữa nha. Ê cái này nhìn vậy thôi chứ hơi bị kỹ năng đấy bạn ơi. Ủa gì đấy? Ủa? Tôi nên chọn căn phòng nào ta? Bạn cho mình hỏi cái là mình nên chọn căn phòng nào ta? Tên chung chả hiểu gì bạn ạ. Ờ, nên chọn căn nào nhỉ? Mình sẽ chọn số nào ta? Tôi sẽ chọn số... Bây giờ đang là 23 phút 30... 29. Thôi, nên chọn 23 nhé, để đúng 23 đi, số 23 đi. 23 cũng là ngày sinh nhật của mình các bạn ạ, tôi chọn 23 đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23. Ok, ở giữa bạn ạ, ở giữa. Ơ, thế nào? Ôi, sao đúng luôn à? Ôi, ảo vậy. Ôi, đoàn bừa đúng luôn bạn ạ. Ơ, khoan ạ, ủa. Ủa, cái này là dịch chuyển lên trên bờ ta. Ủa, cái này có cái... Ê, hình như là phải thu thầm bởi cái này đúng không? Ê, hình như là mình phải thu thầm mấy cái này bạn ạ, tôi chết rồi. Mình quên không nhặt mấy cái đồ kia rồi. Đây nè, ây da. Hình như là phải thu thầm mấy cái mảnh này bạn ạ. Ây, tôi bình tĩnh, bình tĩnh. Mình quên không thu thầm mấy cái mảnh kia rồi bạn ơi, quay lại. Quay xe, khi mà thắng là mình được, hình như là hết map, đã hết map rồi. Hết map cho nên mình được tặng cái gì nhỉ? Được tặng cái ba lô tên lửa này. Ok bạn ơi, mình để coi em nào, để coi xem mấy cái mảnh kia đâu nhỉ. Mảnh cây kiếm đúng không? Mình thấy mảnh cây kiếm bạn ạ. Đây bạn ơi, đây. Đó, mảnh cây kiếm này. Lấy bạn ơi, còn mảnh cái đầu, cái mắt nữa. Cái mắt của cái con gì nhỉ? Của cái con tượng cổ bạn ơi. Đây bạn ơi, thấy. Đó. À, hóa ra nãy giờ là phải thu thập mấy cái mảnh này. Mình không để ý bạn ạ. Rồi, bây giờ quay lại chỗ này này, đặt thử xem có gì không, triệu hồi bốt hay cái gì không bạn ơi. Mình cũng hơi tò mò bạn ạ. Bên này là mắt luôn này. Wow, sáng kìa. Ôi, oh my god. Ê, nhìn hơi bị kê. Wow. Bóng ma hư không. Hello. Rồi, sao môn nó đánh mình bạn ơi. Ê, tôi đừng đánh em. Ý da, chơi ngu rồi. Bây giờ nó dí mình bạn ơi. Giờ sao mà giờ. Bây giờ không ngờ Rubber bây giờ lại còn chuyển qua đánh bot này bạn ơi. Bây giờ cái này sao được? Cái này ném sao được? Cái này tiên tìm mà sao ném được? Ủa đâu rồi? Mình không có súng bạn ơi, không có súng. Từ từ thôi. Ê là cái gì? Ủa bụi nổ. Chết bánh mẹ. Rồi dâm luôn. Bánh mắt bạn ơi, bánh bát luôn. Bây giờ tự nhiên có nhiều tiên tìm nữa. À, khi mình ném cái này ra sẽ có tiên tìm bạn ạ. À, bây vào đây. Có rồi, mấy phút lửa vào đây, mấy phút lửa đây nào. Ơ, ngon thì mấy phút lửa vào đây. Né. Ui giời ơi, mày ngon. Ơ, chết. Ôi xin bạn ơi, có ngon thì mấy phút lửa đây bạn nào. Này. Mày ngon mấy phút lửa đây hộ kèm bạn ơi. Nào. Ơ, mình không bật lửa chứ rồi sao rồi. Nó không dám phút lửa bạn ạ. Còn bữa nào chứ mấy phút lửa đây. Ồ, tụ trưởng này rồi. Nó cam với cô bạn ơi. Nó chuẩn bị cam với cô ở gì ấy. Bày này. Ui, không cháy em. Trời ơi, nó không cháy bạn ạ. Mình sẽ đứng đây nhá, mình sẽ đứng đây đi. Ok, đứng đây em nào. Ơ, nó không cháy bạn ạ. Trời ơi, rồi xong luôn. Cái map này hơi ngắn nhá. Được cái đoạn triệu hồi bốt nó khá là hay ho bạn ạ. Được quả triệu hồi bốt đánh bốt thì nhìn cũng được. Thì cũng khá là ngợp bạn ơi. Mỗi tội là gì nhở? Cái đoạn Roper đánh giá là hơi bị yếu nha. Roper mình thấy hơi ngắn với đoạn này, có mất vài level thôi đó. Nhảy khá là đơn giản bạn. Ôi xin nhờ. Cái gì ấy? Hình cái chữ gì ấy? Bà, anh hùng gì ấy? Ờ, what the hell, tự nhiên cái chữ anh hùng hiện lên bạn nhìn vướng nhở nè. À, chắc là lúc đấy mình thắng xong rồi hiện lên cái chữ anh hùng gì bạn ạ. Nhìn nó vướng vướng cái gì á. Ok, thì map này chung chơi cũng được, nhưng mà tuy nhiên hơi ngắn nha. Cái đoạn mà đánh bốt núi lửa mình chưa hiểu lắm bạn ạ. Cho đánh bốt núi lửa nhưng mà là không cho súng, không cho vũ khí gì đánh sau lại. Con bốt đấy khá là khỏe đấy bạn ơi, nó không yếu đâu bạn ơi. Ok thì video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có kiến góp gì muốn mình bé làm gì nữa thì hãy để lại bình luận dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.